tất liền vô địch. Tập 105, chục triệu năm sau, tại Nadia Cổ Châu. Diêu Liên Cốt mới đi tiền và tránh đời, lại có rất nhiều cầm bẫy trí mạng cần đối phá mới có thể tới. Ở Long Tâm Cổ Diệp chỉ bị ta tìm được rồi, châu chủ Trần Trường An nhất định sẽ thương lớn cho ta. Ôi đáng ghét, dư liệu có rất tác dụng cho vì tu bổ nguyên thần, vậy mà bị tiểu tử này cướp trước rồi. À không sợ, chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Muốn cứu Cửu Châu phu nhân thì ta chỉ thấy là có một loại dược liệu là không đủ. Các vị à, bây giờ cho dù là lấy được dược liệu thì cũng chưa chắc có thể tới kịp. Tin tức mới truyền ra 2 ngày, sao lại pháp khí liên lạc truyền tin tới? Dược sư ở các nơi trên khắp thế giới đã chen vào Vân Châu mà Trần Châu Chu sinh sống. Mô hồ tiêu vào Vân trước mà đại chiến tận nhân tiền, thì Trần Châu chủ vị của chúng ta, ngay cả đơn tự của hắn cũng bị trọng thương, cũng không mang tới. Tin thế này có thể là thấy bệnh. Điều như là vào Trần Châu chủ hiện nay hắn lại có khó khăn, chúng ta tuyệt đối là không thể quanh tay đứng nhìn. Có người chen à? Đừng có chen chứ, khoan đã. Tôi nhớ ngươi là trị bệnh liệt giường cho nam giới, ngươi sắp ở nhầm chỗ rồi đó. À bên này có cấu chầu phu nhân cũng không biết gì, ta thử vụ mày ngôi nhớ được thì làm sao. Lại là bạch tính, lại là tu sĩ các lộ đều chặn hết cái phía ở châu chủ phủ rồi, vậy mà còn gọi Giang Toàn Sở là cấu chầu phu nhân. Điều còn là cái tên khốn nào nói năng vớ vẩn, lan truyền tin đồn bậy bạ đấy chưa. Mấy ngày này ta đã ra rồi, thiên hương tông của Toàn Sở cù nương từng sống, bộ họ muốn mượn điều này để nổi danh, mở rộng sức ảnh hưởng của đại tông môn. Không chỉ như vậy mà bộ họ còn lấy ra cái thứ có liên quan tới chủ nhân để truyền tiền bừa bãi trong 2 ngày. Bộ họ coi như là rất là nổi, cũng chỉ có thường hương tông mà ta có. Chiếc gối này là chiếc gối Trần Châu chủ từng ngủ, nhưng mà trong bản siêu sinh của tông chủ hiện nay thì không còn là điều khoản sau hiện nghìn năm, mà là một phát đưa lên vị trí thứ hai. Nhưng mà Trần tiền bối và Toàn Sở cô nương còn chưa coi là bá tự, mà bọn họ lại tùy ý tiến trường. Nên nhân đó điều khiến cho ta bất lực là một khi thân phận chính thức của nàng ta đã được xác thực, vậy thì cơ hội cho chúng ta xài sư phụ rất ít rồi. Hả? Sẽ xài gì chứ, bọn ta đâu dám. À hay vì tì à, cái tì không muốn bị sư phụ tống vào lên cùng đấy chứ. Vậy chúng ta phải chiếm trước tiền cờ đi thôi, trước tiên thì đi gặp sư phụ. Mình biến vật bên người của Toàn Sở thành thần khí, mà phối hợp với tiền pháp độc môn này, cô nàng ấy là bổ sung linh hồn bản nguyện của Toàn Sở. Hy vọng đừng có xảy ra chuyện gì nữa. Tiền bối, có sự giá trị của thần lực thuộc hoán hồn cuối cùng cũng đã thành công viên mãn rồi, vậy tại sao không thấy dấu hiệu tỉnh lại? Trần tiền bối xin hãy yên tâm, thực một khi thành công thì sẽ tỉnh lại trong 2 ngày này. May mà chúng ta không trì hoãn thời gian quá dài. Tôi từng thấy không ít linh hồn sau khi bổ sung sẽ xuất hiện trường hợp mất đi ký ức. Đối với điều này ngươi thế nào? Sẽ không đâu. Có sự giá trị của thần khí, Toàn Sở ở khu vực rất tốt. Thì mỗi ngày yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra sai sót. Được. Ngươi có luôn nhìn ta, có chuyện gì? Không có. Chỉ là đột nhiên cảm thấy ngài rất giống một người rất lâu trước kia mà ta đã quen biết. Lúc đầu trong ký ức của bọn họ không có mình, mà lần này mình xuyên không khiến cho tương lai mới sinh ra, ngược lại khiến cho sự tồn tại của mình khác vào trong sự trải nghiệm của bọn họ. Rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi. Chăm sóc tốt cho Toàn Sở. Gia chủ à, ngươi có phải nhận nhầm người rồi không? Hắn là người của cổ chậu, không phải là người của thời đại đó của người. Sẽ không nhầm, chính là hắn. Năm đó một người chiến bát phường giết cho thiên thọ nghe tiếng cũng đã sợ hãi, không dám đánh nữa. Hàng triệu năm nay ta bị lợi ích làm cho mờ con mắt, vậy mà quên mất còn có một vị đại thần này ở cổ châu. Tính toán ngày tháng thì hình như cũng đã sắp tới rồi. Ngày ước định có 10 triệu năm.
Lâu vân y mày, không biết là bọn họ sống như thế nào rồi. Đại lục Man Tinh, hiện nay sắp diễn ra cuộc thi đấu tinh vật. Các tinh vật phân tranh không ngừng. Chúng ta thật là may mắn khi có thể liên minh với đại lục hàng cổ, vốn đất cường thịnh đối kháng kẻ địch. Hậu giới của thần thú thực tình giả chút bồi kỳ, tốc ta may mắn. Bọn ta dĩ nhiên chỉ có một điều kiện hợp tác. Tiên nhân của hàng cổ Tranh Đức, mời Tranh Đức thần sư nói chuyện liên quan tới việc chia sẻ tài nguyên đại lục. Chỉ cần chúng ta có thể giúp được thì người cứ việc nói. Ta nghe nói các ngươi dạo gần đây khắp nơi có bốc vùng đất hoàng gì, khai thác mở rộng tài nghệ tu luyện, mà trong danh sách dạo gần đây lại có người xuất hiện ở đại lục Cao Châu, có chuyện này hay không? Lão phù thắc mắc mãi. Đại lục hoàng cố đường đường là một đường đất cường thịnh, sao đột nhiên lại hợp tác với bồn ta? Thì ra là mục đích này, các người muốn đổi lấy tấu chầu từ trong tay bồn ta ư? Vậy câu trả ngờ lời của người là? Nơi này bồn ta đã ý nhiều năm, chỉ cần bồn ta thông tính được mảnh đất này thì có thể tấn cấp trở thành vùng đất cường thịnh. Người muốn nó không có cổ ở đâu. Vậy thì không cần bàn bạc nữa. Các người lại giống cả gà ra tí với bọn ta. Phù vực nhớ định sẽ ăn các người. Tên là tộc hầu vợ của thần thú, ai ai cũng dũng mạnh. Theo như lý mà nói nên áp đảo, không ngờ vậy mà lại thu dớ dàng trùng tì cái đám ốc con này. Bộ họ chính là cậu tình thủ mà hàng cổ bồi dưỡng, mỗi người đều có tu vị tiên tôn cảnh. Thì ra lời đồn đều là thật. Nhiều năm như vậy hàng cổ cái người chuyện lớn không làm, chỉ coi cấu cháu cổn cồn này là bò bối. Ta từng cảnh cáo cái người không được phép dồn ngố đại lục cổ chủ. Bồ ta sẽ không tái phạm nữa. Chưa tiên cứ nhận thua trước, sau này tiếp tục nghĩ cách trồn cổ chủ. Để chúng ta tấn cấp thịnh vùng đất còn thịnh thì nhất định sẽ trả lại rất trăm lần lối dục phải chịu đựng ngày hôm nay. Ngươi đang diễn cái gì với ta thế? Ngươi cảm thấy mình còn được sống hay sao? Tại sao? Trình độ võ lực của cái đám người thuộc đại lục cấu dậu đều tệ, bốn phương đều có thể ức hiếp. Ngươi đừng có nói là làm minh hữu, ngay cả trở thành tinh cầu nội bộc cũng không được. Cái người đã bảo vệ họ nhiều năm, không tiếc bằng mùi giá, trở mặt với rất nhiều quần tộc, rốt cuộc là vì sao? Nơi đó có một người rất quan trọng với bọn ta, vì hắn đừng nói là hậu duệ của thần thú, cho dù là lại đối địch với thần thì bọn chúng, thần bọn ta cũng sẽ không chùn bước. Không chỉ có ta, đồ đệ đồ tôn của ta và cả tất cả mọi người của hàng cổ đều nguyện ý vì hắn mà chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Còn có một chuyện, ngày mai đồ nhi của ta sẽ tới đại lục cổ chầu gặp người quan trọng. Điều nên nghĩ thì điều không nên nghĩ, có những bè phái đó của người đều nín hết trong bụng cho ta. Chỉ cần có thêm một chút xíu ý nghĩ quá phận, hậu quả tự chịu. Đồ nhi của nàng ta không phải là thường hy, nếu nhân mấy triệu năm này đi chinh phục các tinh cầu lớn bé ở xung quanh tinh vực hay sao? Vậy mà có thể được nàng ta coi trọng, người đó rốt cuộc là vườn châu phủ của cậu châu. Lỡ thả điện ư? Sư phụ à, đi đi mà, lỡ thế là ngày mai lỡ tinh hội trăm năm mới có một lần đó. Sư phụ à, người đã bao lâu không ở bên bọn ta rồi, ở bên bọn ta đi mà. Thoải mái, nhưng mà năm nay ta không đã uống ngươi mà. Phong khởi vườn, ta thực sự là chưa từng đi lỡ thả điện. Hiện tại thì hệ thống vẫn đang tổng hợp phần thưởng, còn thêm 3 giờ, toàn sở cũng đã ổn, sẽ tính lại trong 2 ngày này. Mình chắc là không có chuyện gì lớn phải làm. Vậy đồng ý rồi sư phụ à, tuyệt nhất vì có một ngày, người thuộc về bộ tạ không được phép nuốt lời, không được phép đi làm gì khác đấy. Được. Sư phụ không dễ gì mới ra ngoài một chuyến. Bộ tạ, đưa người đi thi áo. Sư già,
Con ta đi trước đi. Sao chuyện gì cũng vào ngày mai thôi nhỉ? Chờ ngang à, tao nghiệt rồi sao? Lâu rồi không gặp. Thôi bạn hốt giao dịch tình yêu năm mới ra lò đi. Mọi người tới xem đi. Không tưởng ngờ người ta đi mà tí sinh lâu có nhiều cô nương nắm. Cảm giác bình yên thật là tuyệt vời. Vừa thích được tiền giới của cậu chầu, cũng có được sự xâm nhập của thiền mà. Sống bình yên như thế này thật là đã thấy không, đã lâu không thấy rồi. Ngày mai là lỡ thẻ đèn, giáo dân cùng chúc mừng. Không thiếu cảnh dán đèn kết hoa. Lúc này Bảo Nhi và Bạch Tuyết mới bắt đầu chuẩn bị kịp không? Một canh giờ trước thì sư phụ à, người đó đi một lúc, bọn ta đi xử lý chút chuyện rất nhanh sẽ quay lại. Còn phải nói là muốn bộ quần áo hay sao? Chơi ra thật là khó chịu. Bộ họ đều đáng lẫn cái gì thế nhỉ? Trời chào chủ, thực sự là ngày ấy mọi người mau tới đây đi, không ngờ lại có thể nhìn thấy tận tự ở khoảng cách gần như vậy. Ngụy là Trần Châu chủ, nghe nói thơ tử của Trần Châu chủ ngài bị bệnh nặng, chú ta có được tiên dược tố truyền ngài cứ cầm lấy đi. À chào chủ à, ký tên cho ta đi, ta rất là thích ngài. Thơ tử của ta rất khỏe, cảm ơn ý tốt của mọi người. Xin lỗi tiền bối, bệnh nghi tới muộn, xin tiền bối xử phạt. Mọi người cầm gì ở trong tay thế? Không phải thứ gì tạo tác, đều là một số pháp khí tu luyện. Bạch Nguyệt, ngươi thường ngày tu luyện khá khắc khổ. Lĩnh vực vô địch, mở chế độ xuyên thấu. Cái này mô quần áo mà thôi, các người rất cô lắm muốn làm cái gì đây? Tìm bối dùng đất lượng giới hàng làng cát. Thành thương nghiệp này còn không ý khi tức của người tới từ ngoài vực, lên lịch thì không nhỏ. Mà sư phụ tòa lầu này các ta đã đặt trước rồi, hôm nay người cứ yên tâm mà giao cho Bảo Nhi. Thì vừa đều là tiền nhân trong tuyến thừa gia nguyên thì không có tòa lầu các này à? Có lẽ cái này sinh ra sau khi tương lai thay đổi, không biết là cái chủ sẽ là ai đây. Sư phụ à, chúng ta lần đầu ra ngoài dạo chơi như thế này ta rất vui. Người không biết chỗ này thần kỳ như thế nào đâu. Nghe nói tòa lầu này được xây dựng ở cổ chầu vào hơn một điều năm trước. Trong các có được mọi thứ thu hút sự chú ý của các giới. Tôi chỉ dựa vào một tòa lầu cát khiến cho uy danh của đại lục cửu vân châu chúng ta vang xa. Ngoài giao dịch, nơi này còn chia thành khu tu luyện từ tầng 1 tới tầng 5. Tầng 1 là cung cấp cho lục địa cảnh, tầng 2 cho tiên nhân cảnh, tầng 3 địa tiên cảnh, tầng 4 thiên tiên cảnh và tầng 5 cho địa cảnh. Thu phí cao ngất thì thôi qua, bỏ qua. Còn có rất nhiều người ở đây lại tấn cấp trở thành cường giả một phương. Ngoài ra, điều khiến cho người khách tò mò nhất chính là nữ chủ nhân của hàng làng cát rốt cuộc lại. Các người nói nàng ta là cường giả của thời đại đế cổ. Cũng là có người nói nàng ta tới vùng vùng đất có biển sương mù u ám và đủ cách lùi lời đồn lưu truyền ở trên thế gian. Cũng đã được hàng triệu năm. Bao nhiêu cảm thấy nàng ta chắc là một vị đại đế vô địch có câu chuyện. Tu sĩ tới từ tình cầu khác cũng mong ước có thể gặp một lần, chỉ đáng tiếc là không có cơ hội đó. Nghe người nói như vậy thì người đó chắc là rất lợi hại. 9.000 vàng quy đổi về hiện đại ít là chính là 9.000 nhân dân tệ một chiếc. Cái từ rác rưởi này mà bắt đất thế sâu, các chủ này cũng quá bịp rồi đi. Nhìn dáng vẻ nghèo hèn đó của hắn kìa, cái loại người này không muốn mua nổi còn to một nối hàng không được. Cứ phải tìm bậc điếc xuống cờ kem coi qua đi giờ. Người của cổ châu à, bây giờ ai cũng có thể tới hàng là các cái sầu. Quản lý viện tỷ tỷ của tầng 1 làm phiền người tới đây. Bảo Nhi tiểu thư, cái đám rẻ rách này nói sư phụ của ta như thế, ta không nuốt được trôi cái công tức này. Sư phụ, ta mua hết tất cả quần áo và nguyên liệu tu luyện ở khu vực này. Đồ tốt như thế này bản tiểu thư không thích, nó bị vây bẩn. Hả? Bảo vật mà sư thúc muốn bị nam tá dịnh mua hết rồi. Người cậu chầu chò đẻ, người chặt đứt cười duyên của bọn tá. Tới đi. Hả? Bọn họ là nhân tiên cảnh chạy lẻ. Mặt chó nhìn người. Bao nhiêu cô nương đã thanh toán xong, sư phụ à, chúng ta đi thử quần áo.
Ôi trần đời các cô nương, vậy mà là chuyện ý giáo vàng lên một người nam nhân không có tu vi gì hết u. Phong thái độ còn đã, nam nhân này không phải chính là nam nhân trong bức tranh mà các chủ tìm kiếm nhiều năm hay sao? Mà quy võ sự tầng một có phát hiện quan trọng, nhưng mà vẽ ngồi người khác báo cáo lên trên trên đài. Sư thúc bố họ ở tầng 1. Bán tiền cảnh con còn đợi bố họ rời khối núi này, ta sẽ giết chết bố họ để lấy bảo vật. Kẻ chủ, nam tử trong bức tranh đã xuất hiện. Tính thời gian cũng đã gần tới rồi, xin kẻ chủ cho chỉ thị. Kẻ người nghe đi, từ lúc này trở đi không đón khách nữa. Kết quả cương tiền, cương tiên mục ở trong cát ở mức lớn nhất, ta muốn nhìn thấy mọi thứ trong cát. Dừng, nhiều năm như vậy rồi ta tìm mà không thấy, thế mà cứ vào cái lúc mà nữ nhân đó muốn đi tìm người thì người lại xuất hiện. Tới lúc quay về một chuyến rồi. Chúng ta gặp lại sẽ là quan hệ gì đây? Để ta tự cởi quần áo mà lên được rồi. Sư phụ à, đến cái động báo nhi đang đâu xa cho sư phụ đó. Bao nhi còn khá tường tục. Ở Trường An rất nhanh đã ý thức được điều không đơn giản của sự việc. Bỗng ngộ ra, trên Trường An rất nhanh đã ý thức được điều không đơn giản của sự việc. Khi tập thể phạm tội thì sẽ có một người canh ở bên ngoài, cảm giác nhất cử nhất động ở xung quanh sẽ là bị phát hiện, mà tận khả năng tránh mọi sự cố, bảo đảm việc phạm tội được thực hiện một cách hoàn hảo. Với trình tự mượt mà như thế này, không tốn vô số ngày đêm thì không thể nào rèn luyện được. Các người thật là to gan, trước đó hưởng thụ nhục thở của vị sư, ta còn chưa tìm các người tính sổ mà bây giờ lại muốn. Tìm bối bớt giận, tất cả đều là do vào tầm của Bạch Tuyết. Bạch Nghị không được tiền khí cho nên mới như vậy. Ngài muốn dạy dỗ thì cứ dạy dỗ Bạch Nghị trở đi, không liên quan gì tới Bảo Nhi. Bạch Nguyệt nguyện ý gánh vác mọi trừng phạt, xin tiền bối đừng thương xót Bạch Nguyệt. Càng quậy, ta vốn lại không có ý như vậy, mà sao các ngươi cứ không tôn trọng tiền bối, động chạm cơ thể của ta, đáng phạt. Sau lần ở núi Phi Tiền thì ta đã nhìn rất lâu rồi tiền bối. Ây da, biết mình đã sai ở đâu chưa? Dạ Bạch Nghi biết rồi, biết sai rồi. Bạch Nghi xin lỗi, là bọn ta liên lụy tới người. Người nhất định rất đau khổ nhỉ sư phụ à, hay là đổi thành bọn ta đi? Không cần, ta không cần. Ôi tìm mùi tốt cả đời. Bạch Nguyệt, ngươi cứ đi. Như vậy thật ra thì sai ở đâu cũng không biết nhỉ. Hôm nay tao thì ta sẽ dùng cách thù báo. Sư phụ à, Bạch Nghi biết sai rồi, ngươi tha cho tỷ ấy có được không? Mọi kịp nợ, người chơi khá vui vẻ nhỉ Trần Trường An. Tỷ bội, công cụ đó không được đồng quả. Quỳ đầu là đúng rồi, hôm nay ta sẽ để lại dấu vết trên người của người. Trò nằm chớ tiệc, lát nữa ta cũng phải để lại dấu vết, không thể xóa đi trên người của người. Bây giờ hãy nghiêm túc đi, đây là trừng phạt. Các chủ, mong gặp mặt người đó đã quá lâu rồi. Chúng ta tuy đối là không thể tùy di xích vào lúc này. Người quản lý ở tầng 5, ngần đầu. Mỗi người tới tầng của mình phụ trách và xử lý sạch sẽ, nhớ kỹ. Ai có thể khuyên rời đi thì khuyên đi, cố gắng đừng có động thủ. Đã hiểu. Các chủ tìm người trong bức tranh này nhiều năm, người này rốt cuộc là gì của các chủ? Người quản lý tầng 1, Thanh Thư. Người có thể khiến cho các chủ để ý thì chắc chắn không phải là người bình thường nhỉ. Lẽ nào là bạn trai cũ của các chủ sao? Người quản lý tầng 2, Thư Dầu. Im mồm, chuyện của các chủ cũng dám bạc quấy. Hai người chắc sống rồi hả? Khách ở trong cát không ai là người hiền lành gì, thì lúc đó thì xử lý không tốt ảnh hưởng tới danh dự của hàng làng cát, thì các người có mấy cái mạng cũng đã đền. Âm bụng ta không dám nữa. Mà một mối làm việc thôi, hợp tạp tập cứ cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Tầng 4 Từ Phòng, hai người đầy chút. Tầng 3 Phân Sĩ. Tuy hai người đó ngồi miệng trồng đứng đắn, nhưng mà có một điểm ta rất lo lắng,
địa vị của hàng làng các là đặc biệt. Từ trước đến nay đều độc lập. Hàng làng các tồn tại của Cẩu Châu nhiều năm, nhưng mà chưa từng tham gia bất cứ chuyện gì của Cẩu Châu. Cho dù Cẩu Châu bị hủy, thì hàng làng các của chúng ta cũng có thể tồn tại ở trong hư không. Ngay cả khi đại chiến tiền nhận của Cẩu Châu rất dữ dội vào khoảng thời gian trước, thì chúng ta từ đầu đến cuối đều duy trì trung lập đứng xem. Chính là vì phong cách làm việc của hàng làng thì mới khiến cho bọn chúng sơn sẩn không đổ ở trong cả tinh vực. Đây là lần đầu tiên hàng làng cát đã dồn sạch sẽ của đống lệ từ cửa từ lúc mà thành lập tới đây. Hơn nữa còn là vì một người không rõ lai lịch. Đây cũng là điều ta lo lắng. Khách ở tầng 1 và tầng 2 con vừa nói, nhưng mà khách ở tầng 3 và tầng 4 đều có thực lực từ địa tiên tới lên. Một người mà sửa không tốt thì rất có khả năng sẽ trực tiếp đập biểu hiện. Vậy nên sau khi hai người xử lý xong của mình và thi tới tiền ta, để coi cho cẩn thận, ta còn đích thần đi kiểm chứng thân phận của đối phương. Được. Bây giờ tí bối, Bạch Nghi sắp không sống không được rồi. Sư phụ à, thay cho Bạch Nghi tí tí đi. Nghe thì thấy rất là kịch liệt. Đáng hận sao đột nhiên lại đóng cửa cá trừ. Ta đang tu luyện ở giai đoạn mấu chốt mà. Ta chỉ thiếu chút nữa thì lĩnh ngộ được công pháp mới là bị bọn họ cắt ngang. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đóng cửa cát của hàng làng cát, vậy mà lại bị đuổi theo lời xui xẻo. Sao đột nhiên lại đóng cửa cát rồi? Chuyện ta cũng phải điều, nhưng mà chuyện của chủ nhận A vẫn chưa làm xong. A Hồng Y tiểu thư, cái người là nghe đại danh của Trần Trường An đã lâu, hôm nay muốn nhân cơ hội này bọn ta muốn gặp thẳng mặt. Tiên đế cảnh, ý áp của bọn họ tôi là khủng bố, sắp không thở nổi nữa rồi. Hồng Y, người mau tránh ra. Cảm giác nghẹt thở đột nhiên biến mất rồi. Một dòng khí ấm áp chị xua tan đi sự mệt mỏi. Cảm giác này giống như là hành vi của chủ nhân. À vâng chủ nhân, không phải là công ty ca chủ, có một vài chuyện buộc phải chứng kiến tận mắt thì mới có thể phân biệt được thật giả. Nam nhân đó rốt cuộc có xứng hay không? Mà mới gặp mặt như vậy bọn ta đã làm phiền. Hàng lần khách đã đóng cửa, các đệ nam tiền nhận của các tầng khác cũng đều đi ra. Không có tí tu vi nào, không khác gì người phàm. Người như thế này là người mà chủ nhân muốn tìm sao? Tầng 1 thì có phải nhìn nhầm hay không? Tên này nhìn thế nào thì cũng không giống thần nhân chinh chiến ở hàng cổ, rất bình thường. Nói như vậy thì chỉ còn mỗi bọn ta rồi. Bây giờ ta rất bận, không muốn rời đi. Nhưng mà ta có thể cho các ngươi một điều kiện không thể từ chối. Cảm giác áp bức này lại có thể khiến cho chúng ta với tu vi tiên đế cảnh cảm thấy nghẹt thở. Tu vi của người này thâm sâu khó lường. Bồ ta ở đâu dám đuổi ngài đi? Là lâu chủ nhà của bồn ta chờ ngài đã nhiều năm, muốn mời Trần Tiên Bối nói chuyện. À vậy nói rồi, ta đợi ở đây đợi nàng ta là được rồi. Đi đi. Vậy bồn ta không làm phiền Tiên Bối nữa, ngài cứ tận hứng. Ngay cả tiền đề cảnh cũng phải cúi đầu trước chủ nhân. Đợi ta hy vọng không phải là nữ nhân hàng gì đó. Ta hết cách với nàng ta nhất rồi nha. Thật sự xin lỗi, mời các vị về. Cái người nói đóng thì đóng, bọn ta bị các ngành tu luyện tổn thất này tính thế nào đi? Không sai, bọn ta tới là từ tinh vực khác. Chi phí tiền tống trận đi đi về về một chuyến tính như thế nào đi? Các vị à, lộ phí đi đi về về thì có thể báo con số thật. Hàng lang các bọn ta sẽ nhất định sẽ đền bù. Sẽ ra chuyện như vậy? Hàng lang các đóng cửa kết rồi sao? Phải làm đây sự, làm sao đây sư thúc? Mọi người bị đuổi ra hết rồi, hiện giờ phải đi đâu tìm mấy người đó đây? Đáng hận mà. Trừ chúng ta ra thì những người khác thật sự bị đuổi ra hết rồi. Vậy đã chẳng phải là con có người chưa ra ngoài sao? Sao nàng ta có thể ở lại? Bọn ta thì không được chứ? Xin đừng làm khó bọn ta. Sao lại nói là làm khó? Điều ta đang nói lẽ nào không đúng? Sự tốt tí nàng ta, nàng ta cùng với một bọn mấy người đó, thật sự bọn họ chắc chắn là vẫn chưa đi. Tốt. Muốn cơ bọn ta tự rời đi được, vậy thì tất cả phải giống nhau. Không sai, tất cả phải giống nhau. Đời lâu gì nhau bọn ta và quý cát là đối tác hợp tác mấy trăm năm. Các người không muốn vì mấy người không rõ lai lịch mà khiến cho quan hệ căng thẳng có đúng không? Vị quý nhân này,
Từ khi ngươi vẫn nên ngoan ngoãn rời đi, ta chỉ nốt một lần. Mấy con rèn đó cứ bảo vật của ta, ta muốn đưa bọn họ về đại lục Diêu Nhật xử lý sạch sẽ. Chỉ cần các ngươi đưa bọn họ ra ngoài cho ta thì chiến còn lại không còn. Quan tâm, chúng ta sau này vẫn là đối tác. Muộn chốt, sư túc chỉ là một tiền vườn cảnh, ngươi cũng dám có ý nghĩ này. Cơ hạ thật là y phòng, hôm nay không có một lời giải thích thì đưa bọn ta ra ngoài, thậm chí đóng cửa còn tạo điều kiện đặc biệt cho mấy người đó. Các ngươi là có ý gì? Bọn ta cũng đều là tiền tồn cảnh, đều là khách hàng cũ. Nếu như thực sự làm to chuyện, sợ rằng các ngươi cũng không chiếm được hời đâu. Mấy người đó đều tới từ Cổ Châu, người bản địa có lẽ là có chút cho dừa. Cho dừa? Mỗi người ở đây có ai không có cho dừa? Tinh cầu số lượng có cách nào mà không phát triển tốt hơn Cổ Châu? Nếu như không phải hàng làng cát của các người xây dựng ở đây thì nơi chim không thèm ý hết này. Bọn ta cũng không thèm nhìn. Tì à, tí vừa rồi em anh động quá, giờ tốt chuyện hơn rồi. Hôm nay bọn ta muốn lùi người ở trong đó ra ngoài. Người dám động thủ ở trước mặt hàng làng cát, hậu quá tự chịu. Mấy vị có tư liện các xuất động hết rồi. Nghe rõ đi, công tử bên trong là người mà các chủ bọn ta đi tầm tìm kiếm chục triệu năm nay mới tìm được. Đừng có nói là một đại lục Diệu Nhật còn còn, cho dù tất cả tinh cầu của các người cộng lại cũng không quan trọng bằng hắn. Hả? Cái gì? Tiểu tử nghèo hèn đó? Không không, vị công tử đó lại là người mà các chủ để ý. Quỳ đặt tội với năm quản lý thì tôi đi, nhưng mà nói chọc vị các chủ đó thì toan rồi. Từ đây ra đi, điều ước hợp tác của hai làng cát và các đại lục Diệu Nhật chấm dứt tại đây. Bọn ta sẽ không tiếp đón bất cứ một người đại lục Diệu Nhật nào nữa. Cút về đại lục các người đi, còn dám có tâm tư lịch lãm với công tử. Năm quản lý của hàng làng bọn ta đồng loạt sẽ ra tay săn bằng các người. À, năm vị quản lý đại nhân, bọn ta không biết là vị công tử đó là người quan trọng như vậy. À, tất cả đều là lỗi của bọn họ. Bọn họ khiêu khích trước. Các người nói lên tới như vậy, vừa rồi rõ ràng là các người cũng muốn đuổi bọn họ ra ngoài mà. Các người vừa rồi cũng muốn đại náo hàng lên cát, đừng có đông đó, đừng hông đổ tuổi chứ. Y mồm đồ sỏ mà còn dám vu khống người ta muốn chết hả? Đất tội vì cái chủ, xin ta có đến chết người không? À, bọn ta đã xử lý cái đầu sỏ một trận rồi, còn lại thì giao lại cho năm vị quản lý xử lý. À, xin đừng cây cấu chuyện ngày hôm nay nữa. Vì ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Thật là một vớ kịch đặc sắc, nên mau chóng quay về nói cho chủ nhân. Cùng một thời gian đấy, ở thánh cảnh giao trì giải xuống một đạo khí tức của cường giả ngồi vực, như đã phát giác ra được thần lực ẩn chứa bên trong. Người gian toàn sở mà vô vàng chạy tới truyền tống trận. Đây là của ai? Gia chủ, nàng ta cử động rồi. Cử động? Nàng ta sắp tỉnh rồi. Ở một bên khác cũng đã xuất hiện truyền tống trận. Bạch Nguyệt, hôm nay chỉ là trừng phạt nhỏ, nếu như sau này còn tái phạm, ta sẽ trừng phạt ngươi nặng hơn. Bạch Nguyệt, chỉ cần bước rụi của tiền bối khiến cho tu vi của mình có dao động thấp thoáng có dấu hiệu tăng cấp, lần sau vẫn phải tìm cơ hội khiến cho tiền bối tiếp tục quất roi mình mới được. Không biết là tôn sư liệu có thích không? Bộ quần áo này khá là phù hợp, lấy nó đi. Sư phụ à, bộ quần áo này mặc vào giống như là thầy biến thành người khác vậy. Hồi chủ nhân tôi là đẹp trời. Gây rồi, ta lại muốn rồi. Trận trách, cái chủ nhớ mãi không quên hắn. Có thực lực lại có nhàn sắc, nữ tử nhà ai mà không rung động. Đừng hòng, sư phụ chủ nhân tiên bối là của bọn ta. Sao ai cũng giống như kẻ xì mê thế nhỉ? Nguyên lực dao động của phiến công gia này không nhỏ. Còn không chỉ có một người, dừng ở vị trí của tiền sở lên kia định sao? Không hổ là trần tiền bối, ở trong cảnh cách lầu phong bế như vậy cũng có thể cảm nhận rõ được khí tức ở bên ngoài. Tính toán thời gian chắc là các chủ đã quay về rồi. Ta ra ngồi một lát, lát nữa quay lại. Ấy, con đã. Hắn đi rồi, chúng ta ăn nói làm sao với các chủ? Cái này các chủ
Nàng ta chính là ca chủ. Ôi, người đẹp quá. Người như thế này có quan hệ gì với sư phụ? Người đâu? Cái người. Không phải nói hắn đợi ta ở đây ư? Cái này, ca chủ, xin hỏi người tiền sư phụ của ta là đi. Sư phụ ư? Thì đó là đồ đi. Ta còn tự hắn có người trong lòng rồi. À, ngươi gọi ta là một tiếng sư mẫu. À, ta là thế tử chữ qua cửa của hắn. Hả? Quá sốc. Nàn ý. Ừ. Người tới cửa chầu không chỉ có một mình ta. Nữ nhân đó cũng tới rồi. Lần này đừng hòng chạy thoát khỏi tay của ta. Các người không tin thì đi theo ta. Ta sẽ chứng minh cho các người thấy. Sao? Sao ngươi lại tới đây? Dạ ngượng nhiên. Tiếng sư tỷ của ta. Ta đã nhìn thấy người không giống trước kia. Không có thay đổi gì. Nhớ ta không? Ngưng nhiên. Ta tạm thời gác lại thiệp mời của thi đấu tinh vật do các chúng thần tổ chức. Nghĩ xong thì vô vàng chạy tới đây. Chính là nghĩ không thể để cho sư muội của ta giành trước. Nhiều năm như vậy, ta luôn không dám tới tìm hắn là vì ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy bản thân làm không đủ tốt. Không thể dỗi hắn là một phương diện, cũng không thể khiến cho hắn có cái nhìn khác ta. Ui, sao lại là đàn ta? Cứ phải đồng mặt lúc thiền chốt này. Hy vọng đừng có xảy ra chuyện gì mới tốt. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Ta có bây giờ có lẽ có thể chủ động theo đuổi hắn rồi. Tân nữ vị mà lại còn nhớ mong Trần Trường An. Nếu như chuyện của tội sở bị nàng ta biết, nói không chừng sẽ lắm rồi cái chuyện gì đó. Ngươi thỉnh thoảng lại nhìn nàng ta. Nàng ta lại thế? Ờ, nữ thần nữ. Nàng ta là thiền kiềm trong tộc ta. Hôn mơ rất lâu, mãi vẫn chưa tỉnh lại. Dung mạo xinh đẹp, nàng ta rất đẹp. Nàng ta quả thực là người đẹp nhất trong dân gia bọn ta. Có rất nhiều người theo đuổi. Ta có một câu hỏi. Ngân nhiên pháp thuật có phục thần hồn của người vẫn chưa đạt tới mức độ nhường nhuyễn. Cho dù là có thần lực gia trì, nhưng mà cường độ tiền pháp của người không đủ thì không thể sầu cộng hưởng với nàng ta. Sau khi nàng ta tỉnh lại thì nhất định sẽ thiếu đi ký ức trước kia. Cái gì? Mạng của ta toan rồi á? Thời là may mắn ta vô ngọn tinh vật rất nhiều năm. Ngược lại có một bi kỷ có thể khiến cho nàng ta tỉnh lại. Ngưng nhiên, ngươi nhớ kỹ. Mỗi khôi phục lại thần hồn, buộc phải đi vào sầu trong hồn hải của đối phương, rồi vá lại từng mảnh vỡ ký ức đã được bị phá vỡ của người đó. Chứ dù là thăm dò được bí mật ở trong, không thể nói cho người khác thì cũng không sao. Cố người là quan trọng nhất. Trước này ta từng nhắc nhở người, nhất định là phải cố gắng hoàn thiện thuật khống hồn của dàn già cây người. Thiên kia tỉnh lại mà lại mất đi ký ức quan trọng nhất. Người quan trọng nhất đối với người đương sự mà nói là chuyện rất đau khổ. Đã thi triển xong bí kỹ rồi, chắc là sắp có thể tỉnh lại rồi đấy. May mà nàng ta giúp đỡ, lúc này toàn sở mới ổn định lại. Nếu không thì Trần Trường An chỉ giết chết mình mất thôi. Ừ. Tô sở, ngươi tin rồi. Tô đây là Trường An đâu?